Người đàn ông tràn đầy lòng yêu nước chân thành nhưng lại nhiều lần bị bọn hung ác vô liêm sỉ bóp chết. Anh ta không muốn tham gia cùng những người khác, trong lòng đầy đau buồn và tức giận, cuối cùng anh ta đã dìm mình xuống sông Mỹ Lạc và chết vì đất nước của mình. Người đàn ông này là Thôi Nguyên, nhà thơ yêu nước vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa. Nhân vật của Tinh Liên Tư Tiết được ca ngợi là hình mẫu cho các thế hệ tương lai. Theo truyền thuyết, trong thời Chiến Quốc hơn 2000 năm trước, Tề, Triệu Nguyên là năm vương quốc. Với vua Hoài nước Chu làm trung tâm, họ thành lập liên minh 6 nước. Vua Tần muốn hủy diệt đất nước, ông từ bỏ liên minh 6 nước và cử sứ giả Trương Nghĩa đến nước Chu, giả vờ đề xuất liên minh giữa Tần và Chu và bày tỏ sẵn sàng đưa ra 600 dặm đất như một dấu hiệu của tình bạn. Sau đó, vua Hoài nước Chu hỏi ý kiến các tể tướng, cấp dưới cũng nói rằng họ có thể chiếm nhiều đất đai như vậy một cách vô ích mà không cần tốn nhiều công sức, vậy tại sao lại không làm? Nhưng Thôi Nguyên ở bên cho rằng đây là thủ đoạn của vua Tần nhằm phá vỡ liên minh 6 nước, chỉ khi Chu, Tề, Triệu và những người khác có thể thành lập một liên minh lớn để cùng nhau chống lại Tần, đất nước mới có thể được hòa bình và người dân được an toàn. Sau khi nghe điều này, các thủ tướng khác đều đồng ý với tuyên bố của Thôi Nguyên. Chu Vương Hoài cũng cảm thấy lời nói của Thôi Nguyên là có lý nên hoãn lại liên minh giữa Tần và Chu. Tuy nhiên, vào ban đêm, sứ thần nhà Tần Trương Nghị đã mang một lượng lớn trang sức và tiền bạc đến Tử Lan. Im lặng dọn cửa, hóa ra kể từ khi Thôi Nguyên đề xuất liên minh 6 nước, ông đã nhận được sự chú ý của vua Hoài nước Chu. Thôi Nguyên phụ trách nhiều công việc đối nội và đối ngoại, nhưng điều này khiến hoàng tử nước Chu Tử Liên ghen tị. Sự xuất hiện của Trương Nghị đã phù hợp với mong muốn của Tử Liên và cả hai đã thành công. Tuy nhiên, Thôi Nguyên không đồng tình với việc liên minh với Tần nên Tử Lan chỉ có thể giới thiệu người vợ lẽ yêu quý của vua Hoài nước Chu. Trinh Tú quyết định đưa ra lời đề nghị. Cặp mỹ nhân bạch ngọc vô giá bi, nhưng Trinh Tú rất phấn khởi và vui vẻ đồng ý yêu cầu của Trương Nghị nên chẳng bao lâu sau đã đến gặp Hoài Vương nước Sở. Thuyết phục Chu và Tần kết hôn, liên minh, đồng thời cho rằng liên minh với các nước nhỏ sẽ không đạt được kết quả gì. Tuy nhiên Sở Hoài Vương lúc này vẫn cảm Thôi Khuất Nguyên phản đối là có lý, nhưng Trinh Tú nhân cơ hội nói rằng Thôi Nguyên cùng Trương Nghị gặp riêng, muốn từ hắn một đôi bạch ngọc, hắn không đồng ý. Đến liên minh vì cuối cùng Giang Y đã không trả lại bạch ngọc. Không chỉ vậy, Trinh Tú còn thêm những lời xúc phạm đến lỗi lầm của Thôi Nguyên, dưới sự xúi dục của người vợ lẽ yêu dấu Trinh Tú, vua Chu Hoài thực sự bắt đầu không còn tin tưởng Thôi Nguyên nữa nên ngày hôm sau vua Sở tổ chức tiệc để bàn việc liên minh giữa Tần và Sở nhưng Thôi Nguyên không biết có âm mưu nên đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Ông cho rằng việc liên minh với Tần chẳng khác nào mời sói vào nhà, Sở Hoài Vương nhớ tới lời yêu quý của mình là Trinh Tú đêm qua đã nói, liền tức giận mắng Thôi Nguyên, 600 dặm đất chẳng phải đáng một đôi sao, ngọc trắng trong mắt anh. Từ đó trở đi Sở Hoài Vương đày Thôi Nguyên, không bao giờ chịu hồi hắn nữa, bước ngoặt cuộc đời thường xảy ra khi linh hồn thất lạc, thần dịch sẽ nghỉ hưu, may mắn sẽ đồng hành cùng bạn và Sở sau khi nghe lời thiền. Hoài Vương cắt đứt liên minh và sai sứ thần theo Trương Nghị về Tần để tiếp quản 600 dặm đất mà ông ta có đã hứa nhưng Trương Nghị đã lừa. Làm sao chúng ta có thể cho đi đất đai của đất nước mình? Sứ thần bất lực, nhưng vua Hoài nước Sở nghe vậy vô cùng tức giận, lập tức sai quân tiến đánh Tần, kết quả Sở bị đánh bại, nước Ngô cũng không ra tay giúp đỡ. Mặc dù Tần thắng trận, ông đã mời vua Hoài của Chu đến ngũ quan để gặp và thảo luận cách đạt được tình bạn vĩnh cửu giữa Tần và Chu. Sau khi Thôi Nguyên biết được chuyện này, cho rằng nhất định có gian lận nên vội vàng trở về nước để ngăn cản Chu Hoài Vương đến Tần và khôi phục liên minh lục quốc càng sớm càng tốt. Nhưng Sở Hoài Vương phớt lờ lời khuyên can của Thôi Nguyên, nhất quyết muốn đi, nhưng lại vượt qua từ thứ nhất đến thứ năm. Sở Hoài Vương lập tức bị quân Tần bắt giữ, lúc đó mới vô cùng hối hận. Ngay sau đó, tướng quân Tần là Bạch Kỳ đã chiếm được kinh đô của Chu, người dân phải di tản và chạy trốn khắp nơi. Và Thôi Nguyên cũng hiểu rằng nước Sở sắp diệt vong là do kẻ ác gây họa cho đất nước và dân tộc. Vì vậy, anh đã đến sông Mỹ Lạc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên sông và thở dài khi quê hương trở nên hùng mạnh. Trong tâm trạng cực kỳ chán nản và tuyệt vọng hoàn toàn, Thôi Nguyên đã nhặt một hòn đá và quyết tâm sử dụng lòng yêu nước chân thành và yêu nước của mình. Cuộc sống như một lời cảnh báo những kẻ hung ác đang gặp nguy hiểm và làm hại đất nước của họ. Trong tuyệt vọng, Thôi Nguyên đã chìm xuống sông Mỹ Lạc khi anh đang thai nghén niềm tâm tư và chết vì đất nước của mình. Thôi Nguyên tự sát bằng cách gieo mình xuống sông vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Sau khi người dân địa phương biết tin ông tự sát, để ngăn chặn cá, côn trùng, tôm, cua dưới sông cắn xác Thôi Nguyên, họ gói cơm nắm với lá, trứng, rượu hoàng thổ đổ xuống sông, sau này có tục ăn bánh bao vào dịp Tết Đoan Ngọ.